Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krombuk. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng thăm tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đồng chí Hoàng Kiên Cường thăm tặng quà cho gia đình người có công tiêu biểu. Huyện ủy Krombuk thăm hỏi tặng quà cán bộ đảng viên bị ốm đau, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, vào chiều ngày 25 tháng 7, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đi thăm hỏi tặng quà đối tượng người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Đến thăm gia đình ông Phan Thanh Luyến, bệnh binh 90% tại thôn Tân Lập, xã Chư Pô, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và tặng các phần quà cho ông Phan Thanh Luyến nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đây, đồng chí cũng mong muốn bản thân ông Phan Thanh Luyến cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên giáo dục con cháu, thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng huyện ổn định, phát triển. Đoàn do đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, lãnh đạo thị trấn Bưng Đờ Rang đã thăm hỏi tặng quà ông Lê Chí Nguyện là thương binh 81% với phần quà bao gồm 1.200.000 tiền mặt và một số loại thực phẩm thiết yếu khác. Tại chương trình thăm tặng quà, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thương binh Lê Chí Nguyện và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cá nhân ông đã có những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lãnh đạo huyện mong muốn thương binh Lê Chí Nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thương binh Lê Chí Nguyện cũng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban ngành địa phương đối với cá nhân ông, đồng thời cũng bày tỏ quyết tâm phát huy tinh thần thương binh tàn nhưng không phế, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí trong đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình ông Trần Xuân Minh, thường trú tại thôn Nam Tân, xã Chư Bô, là đối tượng nhiễm chất độc hóa học 81%. Tại gia đình ông Trần Xuân Minh, đồng chí Hoàng Kiên Cường đã bày tỏ lòng tri ân, ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống thường ngày và trao tặng phần quà ý nghĩa cho gia đình. Thấm nhuần đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền, cán bộ và nhân dân địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các đối tượng chính sách. Đón nhận tình cảm cùng phần quà ý nghĩa, gia đình ông Trần Xuân Minh cảm ơn sự quan tâm động viên sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của các đồng chí lãnh đạo huyện và cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu thực hiện các phong trào cuộc vận động do địa phương phát động và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống. Buổi chiều cùng ngày, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy đã đi thăm hỏi tặng quà cán bộ đảng viên bị ốm đau, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng trong chiều cùng ngày tại xã Ea Xin, đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy cùng với các đồng chí trong đoàn đã thăm tặng quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ea Xin. Mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng. Số tiền được trích từ nguồn quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác của Ban Thường vụ Huyện ủy, vận động cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện đóng góp. Tại đây, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương phải thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã trong thời gian tới, để các gia đình yên tâm lao động sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn.
Cũng trong buổi chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và các đồng chí trong đoàn cũng đã đến thăm hỏi cán bộ đảng viên ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thị trấn Pưng Đờ Rang và xã Tân Lập. Các đồng chí đã thăm hỏi trao quà với trị giá mỗi phần quà 3 triệu đồng cho đồng chí Inem Eban, đảng viên 38 năm tuổi đảng, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố E Tút thị trấn Pưng Đờ Rang, là đảng viên bị đau ốm. Đồng chí Lê Chiêu Cường, đảng viên 55 năm tuổi đảng, hiện đang sinh hoạt tại tổ dân phố 7 thị trấn Pưng Đờ Rang, bị đau ốm phải điều trị bệnh dài ngày. Và đồng chí Lê Thị Kim Anh, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn 2 xã Tân Lập, bị tai nạn giao thông, đa chấn thương, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Theo kế hoạch, đợt này Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búc tiến hành thăm hỏi hỗ trợ 7 cán bộ đảng viên, người có công với cách mạng ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 3 triệu đồng trên một người. Thăm hỏi hỗ trợ 5 hộ gia đình ốm đau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 5 triệu đồng trên một hộ. Tổng số tiền hỗ trợ thăm hỏi là 46 triệu đồng, được trích từ nguồn chương trình số 20 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiết kiệm làm theo lời Bác. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.